Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sửu Travel. Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho các bạn biết được cái cách nuôi chim cu gáy non, chim cu sinh sản. Nắm được cái cách nuôi chim cu gáy này sẽ giúp nhiều người nuôi và ứng dụng vào quá trình chăm sóc một cách tốt nhất. Bài viết này Phước Sửu sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị cách nuôi chim cu gáy non sinh sản, căng lửa và giúp người nuôi có thể nắm bắt được rất nhiều là cái điều kiện. Và đồng thời là Phước Sửu sẽ thực tế cho cả nhà được cái quá trình cu nó đang chăm sóc con non nhé. Trước khi đến với cách nuôi chim cu gáy non thì bạn cần hiểu rõ đặc điểm của chim cu này. Chim cu gáy thuộc họ bồ câu, sống hoang dã ở phía Nam, Trung Quốc và các nước ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam, loài chim này sống ở ven rừng trên các vùng đồi từ Bắc đến Nam. Nhìn bề ngoài, chim cu gáy rất hiền lành, phúc hậu. Các đặc điểm như là đầu nhỏ, mỏ dài, chân son, cườm biếc, bộ mã nâu sồng như tủ hành. Chúng có tốc độ bay cực kỳ nhanh nhờ ngoại hình thon thả, ngực nở, đôi vai, cánh rất dài, bắp chéo lưng. Nhìn đôi mắt chim cu như hai hạt đổ, mi mắt thì dày, nhìn rất là thu hút. Chim cu gáy đẻ trứng, mỗi lứa đẻ trứng vào khoảng 13-14 ngày thì trứng sẽ nở. Chúng sống theo từng cặp, nếu chẳng may con trống bị đánh bẫy hoặc ôm chết thì con mái sẽ nuôi một mình chứ không đi theo con trống khác. Về giọng hót, cu gáy thì có 3 loại giọng, giọng kim hay còn gọi là giọng cao, còi gọi là giọng trung và thổ và gọi là giọng trầm. Ngoài ra chúng còn có 4 loại âm thanh, âm nhỏ, âm kim, âm đông và âm son. Hiện tại thì Phước Sửu đang review cái tổ của cặp chim cu Thái này nha. Đây, loại chim cu mà Phước Sửu đang review là không phải là một loại chim cu bình thường, mà ở đây là một loại cu Thái, bởi vì nó hơi khác biệt một tí xíu với những loại chim cu khác là nó có cái đầu màu lông màu trắng và cái lượng cườm của nó rất là đẹp và sắc sảo. Trong cách nuôi chim cu gáy non thường cần phải lựa chọn những loại thức ăn phù hợp và có chế độ chăm sóc từ khi con còn nhỏ. Bạn cần nắm được một số điểm như sau. Chọn lồng nuôi chim gáy non. Cu gáy là loài chim rất thích sự yên tĩnh. Bạn nên chọn lồng đơn kích thước khoảng 40-60 để chim cu bên ngoài lồng có thể thêm được nhiều đồ thoáng để chim có thể di chuyển và có thể là tắm trong cái lồng chuồng của mình. Tuy nhiên loài chim này rất sợ bóng tối nên bạn cũng không nên che kín lồng mà phải tạo một lượng ánh sáng vừa đủ để có thể thích nghi. Đặc biệt thì nếu mà có ánh nắng trực tiếp của mặt trời thì càng tốt. Lồng chim cần phải treo lên cao để tránh chuột và tất cả những loài động vật chó mèo. Vị trí lựa chọn cần đảm bảo yên tĩnh, ít người qua lại. Và đặc biệt là mùa đông thì cần trang bị thêm đèn sưởi cho chúng, vì loài này thường có khả năng chịu nhiệt rất kém, dưới 10 độ C là chúng có thể chết lạnh. Chim phượng hoàng đất ăn gì, giá bao nhiêu? Thì sau đây Phước Sửu sẽ review cho tất cả các bạn biết đầy đủ về cái đặc tính của loài chim này nhé. Thức ăn của chim cu gáy non. Chim cu gáy lúc đầu sẽ biết tự ăn nên cần sự giúp đỡ của gia chủ. Lúc này bạn cần phải nên cho chim ăn bằng ống hút và chia ra nhiều bữa ăn trong một ngày để chim cu quen dần. Cách ăn có thể thực hiện như sau. Bước 1. Lựa chọn thức ăn như cám dành cho chim cu và pha thêm nhiều nước nóng, pha trộn thành hỗn hợp sền sệt. Bước 2. Sử dụng một chiếc bơm tim để bón thức ăn vào miệng chim non. Còn nếu mà mọi người mà nuôi mà tự nhiên và được chim mẹ chăm sóc như thế này thì mình đỡ phải là mình tự cho chim non ăn nhé. Áp dụng cách này cho một thời gian, chim cu gáy non sẽ biết mở miệng và một ngày thì nên cho ăn 4 lần so với lượng thức ăn vừa đủ. Cách huấn luyện cu non gáy. Trong cách nuôi chim cu gáy non thì đây là bước khá quan trọng, quyết định đến giọng hót của chim, trưởng thành của chúng. Bởi lẽ trong thời gian này chim non bắt đầu mọc cườm thì bạn nên tập cho chim cu gáy khi ăn để tập gáy nhanh hơn bằng việc trước tiếng kêu của chim để chúng học theo. Việc nuôi chim cu còn đòi hỏi sự kiên trì, lúc này đầu chim sẽ sợ hãi nên
cần mất thêm một thời gian để chúng có thể quen được. Thứ nhất là chọn cu gáy sinh sản. Chọn giống chim là bước quan trọng nhất trong cách nuôi chim cu gáy sinh sản, nên lựa chọn những chim giống thổ sẫm, thổ bầu, thổ đồng hay là kim cầu. Chim cần phải đảm bảo sức khỏe mạnh, không bị dị tật, không bị nhiễm virus, vi khuẩn gây ra. Một số tiêu chí khi lựa chọn cu gáy sinh sản đó là luôn lông sáng, giọng hát hay, lông mượt, dáng to khỏe. Chọn lồng chim cu gáy sinh sản, lồng chim được thiết kế bằng thép lưới sẽ giúp cho ngăn chặn được sự tấn công của các loài động vật bên ngoài như chuột, mèo. Bên trong được bố trí các máng ăn. Vị trí đặt lồng phải có nơi ở ánh sáng tốt và treo lên cao, thường xuyên tắm nắng vào sáng sớm và đảm bảo chim không bị nhiễm lạnh vào mùa đông. Đây, Sửu sẽ review lại cái lồng mà Phước Sửu đang nuôi chim cu ha. Mình có thể là vừa nuôi chim cu gáy để cho sinh sản, và vừa mình có thể là làm cái chỗ để mình ngắm thú vui, để ngắm hàng ngày ha. Rồi, cách ghép chim cu gáy sinh sản. Ghép đôi cho chim cu gáy cần được thực hiện khéo léo. Lúc đầu về cần phải nuôi nhốt hai lồng khác nhau để chúng làm quen trước. Sau đó có dấu hiệu ve vãn giữa con trống và con mái thì sẽ nhốt chung vào một lồng cho chúng giao phối. Giai đoạn sinh sản, sau 5 đến 7 ngày giao phối, chim mái sẽ đẻ trứng. Lúc này hai chim mái và chim trống sẽ thay nhau ấp trứng trong vòng 15 ngày. Trứng sẽ nở ra những chú chim cu gáy non. Trường hợp 4-5 ngày mà chim có dấu hiệu ấp, bạn cần phải kiểm tra trứng có gặp vấn đề gì hay không. Thức ăn chim cu gáy sinh sản. Trong thời kỳ sinh sản, thức ăn chủ yếu là thóc. Bạn cần bổ sung nhiều loại hạt như hạt vừng, hạt lạc, hạt kê, hạt cải ngọt giúp tăng trưởng sức đề kháng của chúng. Lên lịch trình tắm cho cu gáy. Lên lịch trình tắm nắng và tắm nước cho chim. Sau khi tắm nước cần sấy cho lông khô thoáng và sạch sẽ, tránh cho chim bị nhiễm bệnh. Người chơi chim cần phải luyện thẩm âm thật tốt khi mới phân loại được giọng là tiếng. Phải hiểu thế nào là giặc, gù, chu, vấp, mơ, lèo, lái, thiều, đủ đu. Cụ thể như gáy 3 tiếng, cúc cù cu, gáy 4 tiếng, cúc cù cu cu, gáy 5 tiếng, cúc cù cu, cúc cu, gáy 6 tiếng, cúc cù cu, cúc cù cu, gáy 7 tiếng, cúc cù cu, cúc cù cu cu. Bạn có thể cho chim nghe video chim hót hoặc giao lưu với chim cu gáy khác để chúng học hỏi và tập luyện tốt hơn. Phòng bệnh và trị bệnh cho chim cu gáy. Thời tiết giao mùa, thay đổi thất thường hay thức ăn không đảm bảo, những nguyên nhân khiến cu gáy giảm sức đề kháng và hay mắc bệnh. Bệnh đau mắt. Đau mắt là bệnh thường gặp nhất ở chim cu gáy. Dấu hiệu nhận biết của loài chim này là dùng cánh để dụi mắt, đầu hai cánh bị ướt. Điều này là nguyên nhân khiến cu gáy dễ dàng nhiễm trùng hơn. Để điều trị đau mắt ở cu gáy, bạn có thể áp dụng các chính sách sau: đập dập quả mướp đắng rồi vắt lấy nước nhỏ vào mắt chim cu, thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, mỗi lần nhỏ 3-4 giọt, cho chim cu ăn luôn mướp đắng sẽ khô và hiệu quả nhanh nhất. Sau đây là giá chim cu gáy. Bạn tham khảo bảng giá chim cu gáy năm 2021 nhé. Chim cu gáy con thì 600 đến 1 triệu một cặp. Chim cu gáy bố mẹ 2 triệu đến 3 triệu một cặp. Chim cu gáy có giọng thổ 3 triệu đến 15 triệu một con. Chim cu gáy mồi 300 đến 2 triệu đồng một con. Chim cu gáy màu trắng đột biến 6 triệu đến 7 triệu đồng một con. Trên đây là những thông tin về cách nuôi chim cu gáy mà Phước Sửu đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế, hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị anh chị. Chúc anh chị và cả nhà chọn nuôi được những loại chim phù hợp và cho sinh sản cực kỳ nhiều. Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.